Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói OK Bình Dạng Sách. Hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn một quyển sách rất là kinh điển, rất là tuyệt vời mà tất cả chúng ta ai cũng nghe đến, và là một cái quyển sách đã làm mưa làm gió và là best sellers trên toàn thế giới. Quyển sách được mang tên Thế Giới Phẳng. Quyển sách Thế Giới Phẳng của tác giả Thomas L. Friedman. Đây là quyển sách viết về toàn cầu hóa. Tại sao thế giới phẳng? Tại sao cách hành xử, cách vận hành của tất cả các tổ chức, các quốc gia, các nền chính trị trên thế giới mà chúng ta hay còn gọi là trên một cái mặt bằng phẳng? Tại sao trong cuộc sống chúng ta cần phải ứng dụng, chúng ta cần phải đưa ra một cái triết lý đó là thế giới phẳng? Mời các bạn hãy tìm hiểu và theo dõi và hãy lắng nghe trên kênh Sách Nói OK, quyển sách Thế Giới Phẳng. Hãy đăng ký, subscribe kênh Sách Nói OK, Bình Dạng Sách để được truyền cảm hứng và động lực qua những cuốn sách dạy làm giàu, dạy làm người thật hay và ý nghĩa nhé. Qua quyển sách Thế Giới Phẳng, chúng tôi hy vọng rằng các bạn đã hiểu được thế nào là một thế giới phẳng, thế nào là một thế giới không phẳng, và thế nào là toàn cầu hóa, thế nào là cách ứng xử của chúng ta trong thời đại 4.0, trong thời đại hiện đại. Và mỗi con người chúng ta cần phải xác lập một cách thức hành xử, một cái cách thức vận hành để theo xu hướng đó. Thuật ngữ Digital Transformation có nghĩa là sự chuyển biến về kỹ thuật số trong thời đại 4.0. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn nắm bắt được, hiểu được một cái cách thức, một cái triết lý để vận hành, để áp dụng những điều gì đó trong cuộc sống, trong công việc cho các bạn. Sau khi nghe xong quyển sách Thế Giới Phẳng của Thomas L. Friedman, chúng tôi hy vọng các bạn đến nhà sách để tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản, vì đây là một cái hành động đẹp, cao cả, thể hiện truyền thống của người Việt Nam chúng ta là uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, những người bạn thân trong lĩnh vực về công nghệ ô tô và trong lĩnh vực về marketing đã chia sẻ, gợi ý cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chúc cho các bạn nghe Sách Nói OK vui vẻ, áp dụng thành công và hiệu quả trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Kênh Sách Nói OK. Đôi khi bạn cảm thấy không đủ kiên nhẫn để có thể đọc hết hoặc nghe hết một cuốn sách mà theo bạn nó quá dài. Đôi khi bạn cảm thấy không có thời gian hoặc quá buồn ngủ để có thể nắm bắt hết những thông tin, những bài học cực kỳ ý nghĩa mà chỉ khi tìm hiểu trên sách mới có được. Hãy để cho chúng tôi kênh Sách Nói OK, Bình Giảng Sách làm thay cho bạn điều đó. Bằng cách bình giảng và biên tập lại, bạn chỉ cần nghe mà không mất quá nhiều thời gian để đọc hết nhưng vẫn nắm được toàn bộ nội dung mà cuốn sách cần nói. Hãy đăng ký, subscribe kênh Sách Nói OK, Bình Giảng Sách để được truyền cảm hứng và động lực qua những cuốn sách dạy làm giàu, dạy làm người thật hay và ý nghĩa nhé.